là một sự việc xảy ra tại London, nước Anh. Một chú chó bóc mặt sệ lên cơn điên đã cắn bị thương một cô gái. Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát đã đến và bao vây chú chó này. Người dân xung quanh đứng trên ban công cũng đang theo dõi diễn biến của sự việc. Sau một hồi nói chuyện, thái độ của chủ nhân chú chó rất là kiên quyết, ngông cuồng, thậm chí còn muốn thả chó ra cắn cảnh sát. Thấy tình huống đang bị mất kiểm soát, một người cảnh sát trong số đó đã dùng súng bắn thẳng vào chú chó để khống chế. Cảnh này đã làm mọi người xung quanh hét lên sợ hãi và cũng khiến cho người đàn ông đứng sững người. Sau đó người đàn ông liền lao lên muốn đoạt lấy súng của cảnh sát. Cảnh sát lập tức dùng súng điện khống chế người đàn ông và bắt chú chó còn lại đi. Mọi người có nhận xét gì về hành động của cảnh sát và của người đàn ông?